FA Cup là giải đấu lâu đời nhất lịch sử bóng đá thế giới. Cũng chính vì thế mà các ông lớn dù cho đang trong giai đoạn thi đấu khốc liệt ở Premier League cũng rất chú tâm cho giải đấu này. Đơn giản thì đây vẫn là một chiếc cúp vô cùng danh giá nếu xem xét về mặt truyền thống cũng như tính lâu đời. Giả sử nếu phải lựa chọn giữa FA Cup và Carabao Cup thì FA Cup vẫn luôn được ưu tiên. Chỉ cần nhìn vào việc các ông lớn phân chia và sắp xếp đội hình ở Carabao Cup là sẽ hiểu. Thậm chí các cổ động viên cũng không quá hứng thú với danh hiệu này và chỉ gọi nó bằng tên cúp nước ngọt. Một mùa giải có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu giành được chiếc vô địch ở các giải đấu khác cùng với một chiếc cúp FA. Ví dụ như vô địch Champions League, Premier League và FA Cup trong cùng một mùa giải thì người ta sẽ gọi đó là cú ăn bà. Nghe thì dễ nhưng làm được thì rất khó. Đâu phải ngẫu nhiên mà trong lịch sử bóng đá Anh mới chỉ có hai đội làm được điều này. Trùng hợp sao, đó lại là hai nửa của thành Manchester. Chung kết FA Cup 2023, Man United gặp Man City trên sân Wembley. Đó là một cột mốc lịch sử. Khi ấy, Man City đã vô địch Premier League trước 3 vòng đấu sau khi kiên trì bám đuổi Arsenal và thành công bảo vệ chiếc vô địch của mình. Trước thời khắc đó, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đứng trước ngưỡng cửa ăn bà khi họ đã lọt vào hai trận chung kết. Trước mắt sẽ là FA Cup, rồi sau đó là Champions League. Để thực hiện 2/3 còn lại của mục tiêu thì The Citizen sẽ phải đánh bại đối thủ của mình là Man United ở trận chung kết. Quả thực khi ấy, ai cũng nghĩ Man City sẽ thắng dễ đối thủ bởi sức mạnh giữa hai bên là quá chênh lệch. Một bên là nhà vô địch Premier League nhiều mùa giải liên tiếp, bên còn lại thì cứ sống thấp thỏm và mỗi năm chỉ đặt mục tiêu có vé dự C1. Màn so tài ở Premier League đương nhiên cũng nghiêng hẳn về phía Man City. Họ thắng theo kiểu thuyết phục và đôi khi là vùi dập Man United. Ví dụ tiêu biểu có thể kể đến màn chạm trán trên sân Etihad hồi đầu mùa giải 2022-2023. Man City đã đánh bại Quỷ Đỏ với tỷ số 6-3, trong đó có cú hat-trick của Erling Haaland và Phil Foden. Về phong độ và cả trình độ, thật buồn nhưng đành phải chấp nhận rằng Man City vượt trội hoàn toàn. Có lẽ vì thế mà nhiều người nghiêng về một chiến thắng cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola. Đúng thực là như vậy, Quỷ Đỏ đã chẳng thể làm nên chuyện. Đặc biệt là họ còn bất lực nhìn cả hàng xóm ồn ào năm xưa đứng trước ngưỡng cửa đạt được thành tích sánh ngang với mình, đó là cú ăn bà. Sân Wembley ngày 3 tháng 6 2023, hai đại diện của thành Manchester ra sân với khí thế hừng hực. Một đại chiến giữa thế lực bóng đá đương thời và một thế lực loay hoay với cái bóng đá xưa cũ. Tất nhiên là với tính chất của một trận chung kết, mọi toan tính đều để giành chiến thắng và nó không có chỗ cho sự khoan nhượng. Vẫn như thường lệ thì ai cũng nghĩ đến kịch bản Man City sẽ áp đảo, nhưng không ai ngờ đoàn quân của HLV Pep Guardiola lại có thành quả sớm đến thế. Khi đồng hồ mới chỉ điểm đến giây thứ 12, xin nhắc lại là giây thứ 12 của trận đấu, thì Man City có được bàn vượt lên dẫn trước. Một cú volley hết sức gọn gàng từ ngoài vòng cấm của Ilkay Gundogan. Thủ thành David De Gea lúc này chỉ biết câm lặng nhìn bóng bay vào lưới trong sự bất lực. Đám đông mặc áo đỏ trên khán đài chỉ biết nín lặng. Khi mà họ chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đội bóng thân yêu của họ đã phải đón nhận bàn thua. Nửa áo xanh còn lại có mặt tại sân Wembley thì ăn mừng cuồng nhiệt trước siêu phẩm volley một chạm vô cùng đẳng cấp. Điều đặc biệt là pha lập công này đã trở thành bàn thắng được ghi nhanh nhất lịch sử 142 trận chung kết FA Cup. Kỷ lục trước đó được ghi nhận là bàn thắng ở giây thứ 25 của Luis Zaha trong trận chung kết hồi năm 2009 diễn ra giữa Chelsea và Everton. Bị thủng lưới trước thì Man United tìm cách vùng vẫy hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đối diện với một tinh thần đang lên của đối thủ, họ không tài nào tìm được đường đến khung thành. Đặc biệt là việc để Man City dẫn trước vô cùng khó khăn. Những đường truyền đan lát khiến cho đối thủ chẳng biết đường nào để lần cũng như có bóng để chơi. Đang bế tắc thì bắt được món quà trời cho. Phút thứ 33, Man United được hưởng một quả phạt penalty và Bruno Fernandes đã không lãng phí cơ hội để đưa trận đấu về thế cân bằng. Có được bàn gỡ, thế nhưng thế trận vẫn không mấy sáng sủa đối với Man United, mặc dù họ cũng tạo ra được một vài tình huống đáng chú ý. Man City mới là đội nắm giữ thế trận. Sang hiệp 2, chẳng tốn quá nhiều thời gian để The Citizen tái thiết lập thế dẫn trước. Phút thứ 51 lại một lần nữa Ilkay Gundogan vẫn là một cú dứt điểm một chạm. Bóng lần này bay đi với tốc độ không cao nhưng đập đất và tạo thành một quỹ đạo hiểm hóc khiến cho nỗ lực nhòi người của De Gea trở thành công cốc. Sự thiếu vắng nhân sự ở hàng tấn công khiến cho Man United không thực sự tạo ra được nhiều cơ hội đáp trả sau bàn thua thứ hai. Erik ten Hag nỗ lực xoay chuyển tình thế bằng cách lần lượt tung vào sân Alejandro Garnacho, Woodward Hoss hay Scott McTominay. Cú sút xa vọt sang ngang trong găng tấc của Marcus Rashford hay pha cứa lòng chệch cột dọc của Garnacho chỉ đủ khiến cho cổ động viên Man United và những huyền thoại của câu lạc bộ trên khán đài như cựu huấn luyện viên Alex Ferguson, cựu tiền vệ David Beckham thêm phần tiếc nuối. Phút bù giờ từ tình huống lộn xộn trước khung thành của Man City, ở thời gian bù giờ, trung vệ Raphael Varane đưa bóng chạm xả. Man City dù chiến thắng nhưng cũng có một vài tiếc nuối, đáng lẽ ra họ có thể đã thắng với tỷ số đậm hơn. Gundogan có thể đã hoàn tất cú hat-trick cho Man City nếu không bị bắt lỗi việt vị, trong khi Bernardo Silva hay cầu thủ vào sân thay người Phil Foden bỏ lỡ nhiều cơ hội trong 10 phút cuối.
Mùa giải này, trận chung kết năm ngoái có thể sẽ được tái lập khi Man City mới đánh bại Newcastle và Man United thì cũng mới giành chiến thắng vang dội trước Liverpool. Cặp đấu giữa các đội ở vòng bán kết đã rõ, Man City đại chiến Chelsea, còn Man United chỉ phải gặp Coventry City. Man United sẽ gặp Manchester City thêm một trận đấu nữa trước khi mùa giải này kết thúc, đó là nhận định của đại đa số người hâm mộ. Đơn giản là nếu cứ trình diễn thứ bóng đá như trong trận đấu với The Cop, thì vé vào chung kết nghiễm nhiên là của Man United. Vấn đề bây giờ là Man City có thể đáp lại lời mời của đối thủ cùng thành phố để lần thứ hai liên tiếp đụng độ nhau tại một trận chung kết FA Cup hay không. Thắng Liverpool, một chiến tích có thể nói là quá đáng khen. Có tự hào không fan Man United? Tất nhiên là có rồi. Họ tự hào và tự tin đến nỗi cao hứng và hô vang. Hãy mang Man City đến đây ngay và luôn. Nhưng cái gì cũng phải từ từ. Trước khi gặp lại Man City, để báo mối thù chung kết năm ngoái thì họ sẽ phải đón Coventry City trước. Sau đó mới có thể là Man City đấy. Yên tâm đi nào. Những chuyên gia đến từ châu Âu đã đánh giá Manchester United có 85,7% khả năng vượt qua Coventry để tiến đến trận chung kết, trong khi con số của Man City trước Chelsea là 80%. Một con số đặc biệt cao trong bối cảnh Chelsea đang lấy lại phong độ là một phép tính nhanh. Thì khả năng mà Manchester City gặp lại MU tại trận chung kết FA Cup là khoảng 69%, một tỷ lệ đủ để đảm bảo viễn cảnh trên có thể xảy ra. Nhưng cũng cần dè chừng một chút bởi Man City nên nhớ rằng Chelsea là một đối thủ không hề dễ chơi. Họ đã nếm trải qua cảm giác này ở hai lượt đấu tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Đồng ý là cửa đi của The Citizen là cao, nhưng cũng nên nhớ rằng họ cần đề phòng đảm bảo tối đa cơ hội đi tiếp. Và xa hơn là bảo vệ ngôi vô địch ở giải bóng đá lâu đời nhất thế giới. Man United có sợ Man City ở chung kết hay không? Có chứ. Đừng quên rằng họ đã thất bại như thế nào ở trận lượt về Premier League vừa rồi. Nhưng cần phải công nhận rằng Quỷ Đỏ hôm ấy đã có những khoảng thời gian thi đấu tiến bộ. Cùng với những gì đã diễn ra trong trận đại chiến với Liverpool cuối tuần vừa rồi, thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào. Trận thắng Liverpool vừa qua đã đem lại cho MU rất nhiều thứ, đó là luồng sinh khí mà họ thiếu vắng trong rất nhiều năm. Phát biểu sau khi cùng toàn đội có được chiến thắng vô cùng cảm xúc trước Liverpool, đội trưởng Bruno Fernandes đã khiến cho rất nhiều cổ động viên của đội chủ sân Old Trafford cảm thấy phấn khích khi có những chia sẻ đầy thú vị như sau. Là một cầu thủ của Manchester United, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Điều này dễ lý giải thôi, vì câu lạc bộ này là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Ở United, chúng tôi được đặt kỳ vọng rất cao, vì thế nên tất cả mọi cầu thủ cần phải nỗ lực hết sức mình mỗi khi ra sân thi đấu. Tôi biết rằng trong mùa giải năm nay thì câu lạc bộ vẫn chưa có được phong độ và vị trí như mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện chúng qua từng ngày và cùng với Manchester United giành chức vô địch FA Cup năm nay. Đó sẽ là mục tiêu tối thượng của chúng tôi. Và lúc này, FA Cup là mục tiêu gần gũi hơn với Man United. Nhưng hơn nữa, họ còn một món nợ phải trả, đó chính là Man City, kẻ hủy diệt ước mơ của họ trong mùa giải năm ngoái. Mỗi lần gặp lại là MU tính chuyện phục thù, nhưng có làm được hay không? Hay đó chỉ là lời hứa suông thôi? Có lẽ thời gian sẽ trả lời được câu hỏi này.